Cô thân ái chào các con. Ở chủ điểm nhà trường, các con đã được đọc hai bài tập đọc, đó là bài Trường Em và bài Tặng Cháu. Hôm nay, chúng ta tiếp tục qua bài tập đọc thứ ba. Nhưng trước khi vào bài mới, cô mời các con cùng quan sát lên màn hình và cho cô biết đây là cái gì? À, đây chính là nhãn vở đấy các con. Các con có biết không, để biết cách đọc, cách viết và hiểu được tác dụng của nhãn vở, cô và các con cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé. Bài Cái Nhãn Vở. Cô mời các con mở sách tiếng Việt trang 52. Sau đây, cô sẽ đọc mẫu cả bài. Các con cùng lắng nghe nhé. Cái nhãn vở. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Để giúp các con đọc tốt hơn, cô sẽ hướng dẫn các con đọc một số từ dễ lẫn trong bài tập đọc hôm nay nhé. Từ đầu tiên, nhãn vở. Trong từ nhãn vở, các con lưu ý cho cô tiếng nhãn có vần an, có âm n cuối. Nên khi các con đọc, các con nhớ đầu lưỡi của các con phải chạm răng trên. Nhãn vở. Từ thứ hai, trang trí. Trong từ trang trí, các con chú ý âm đầu là âm tr. Khi đọc, các con nhớ đánh lưỡi lên để đọc nhé. Từ thứ ba, nắn nót. Trong từ nắn nót, các con lưu ý cho cô vần ót ở tiếng nót có âm tờ cuối. Khi đọc, đầu lưỡi của các con phải chạm răng trên. Nắn nót. Và từ cuối cùng là từ ngay ngắn. Trong từ ngay ngắn, các con lưu ý cho cô tiếng ngay có vần ay, có âm y dài ở cuối. Khi đọc, các con nhớ đọc mạnh để đọc cho chính xác nhé. Sau đây các con hãy lắng nghe cô đọc lại. Nhãn vở, trang trí, nắn nót, ngay ngắn. Cô mời các con đọc lại các từ khó trên màn hình của cô. Cô cảm ơn các con. Tiếp theo, cô và các con cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ khó trong bài này nhé. Cô có từ thứ nhất, Giang. Giang là tên riêng của một người. Từ thứ hai, trang bìa. Trang bìa là tờ giấy cứng đóng bên ngoài cuốn sách hoặc cuốn vở. Cô có hình ảnh minh họa cho từ trang bìa. Các con cùng quan sát. Đây là hình ảnh của một tờ giấy cứng được đóng bên ngoài của một quyển sách. Còn đây là hình ảnh của một tờ giấy cứng được đóng bên ngoài của một quyển vở. Người ta gọi đây là trang bìa đấy các con. Các con đã hiểu chưa nào? Cô có từ thứ ba, nắn nót. Nắn nót có nghĩa là viết cẩn thận cho đẹp. Và từ cuối cùng, ngay ngắn. Ngay ngắn có nghĩa là viết cho thẳng hàng và đẹp mắt. Các con chú ý lên màn hình, cô có một bài viết của một bạn học sinh lớp 1. Các con cùng quan sát. Các con thấy bạn ấy viết như thế nào? À, bạn ấy viết rất là đẹp. Chữ viết của bạn ấy rất là thẳng hàng và rất là ngay ngắn. Vậy, các con đã hiểu từ ngay ngắn chưa nào? Các con vừa luyện đọc và giải nghĩa một số từ khó trong bài tập đọc. Trước khi các con luyện đọc từng câu, cô lưu ý một số điều sau ở bài tập đọc này. Khi luyện đọc, các con chú ý đọc thật chậm rãi, nhẹ nhàng và nhấn giọng một số từ ngữ gợi hình, gợi tả như nắng, nót,
ngay ngắn, khen con gái đã tự viết. Các con đã được cô hướng dẫn cách xác định thế nào là một câu rồi. Đó là đầu câu các con phải viết hoa và kết thúc một câu là một dấu chấm. Vậy, bây giờ bạn nào có thể nói cho cô biết trong bài tập đọc của chúng ta ngày hôm nay gồm có mấy câu? À, đúng rồi, bài tập đọc của chúng ta hôm nay gồm có 4 câu. Câu thứ nhất, bố cho Giang cho đến vở mới. Câu thứ hai, rửa trang bìa cho đến rất đẹp. Câu số 3, Giang lấy bút cho đến nhãn vỡ. Câu cuối cùng, bố nhìn những dòng chữ cho đến nhãn vỡ. Câu số 1, cái nhãn vỡ. Bố cho Giang một quyển vở mới. Các con luyện đọc lại. Câu số 2. Vì đây là một câu dài nên các con hãy lắng nghe cô đọc và chú ý xem cô ngắt hơi ở đâu nhé. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Theo con, cô ngắt hơi ở đâu trong câu này? À, đúng rồi, cô ngắt hơi sau tiếng bìa và tiếng vỡ. Ngoài ngắt hơi sau dấu phẩy ra, cô còn ngắt hơi theo cụm từ đấy các con. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại nhé. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vỡ trang trí rất đẹp. Các con luyện đọc lại. Câu số 3. Tiếp theo cũng là một câu dài. John lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vỡ. Bạn nào cho cô biết, ngoài ngắt hơi sau dấu phẩy ra, các con còn ngắt hơi ở đâu trong câu này? À, chúng ta còn ngắt hơi sau tiếng bút và tiếng em. Vì đây cũng là một cụm từ đấy các con. Câu cuối cùng là câu số 4. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Các con chú ý nghe cô đọc lại. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Các con luyện đọc lại. Bây giờ các con đọc lại một lần nữa các câu trong bài này nhé. Sau khi các con đã được luyện đọc các câu xong, bây giờ các con hãy cho cô biết bài tập đọc này được chia làm mấy đoạn? Đúng rồi, bài tập đọc này được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ bố cho Giang cho đến nhãn vỡ. Đoạn thứ hai là từ bố nhìn những dòng chữ cho đến hết. Bây giờ cô mời các con cùng đọc đoạn 1 với cô nha. Cái nhãn vở. Bố cho Giang một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Giang lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Cô mời các con cùng đọc đoạn thứ hai. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Các con luyện đọc lại. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại cả bài nha. Cái nhãn vở. Bố cho Gian một quyển vở mới. Giữa trang bìa là một chiếc nhãn vở trang trí rất đẹp. Gian lấy bút, nắn nót viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Bố nhìn những dòng chữ ngay ngắn, khen con gái đã tự viết được nhãn vở. Các con vừa luyện đọc xong bài tập đọc. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng vào tìm hiểu bài nhé các con. Cô có câu hỏi thứ nhất. Bạn Gian viết những gì trên nhãn vở? Theo con, bạn Gian đã viết những gì trên nhãn vở? Các con hãy đọc thầm đoạn thứ nhất và dùng bút chì gạch dưới cho cô câu trả lời đúng. Các con đã có câu trả lời chưa nào? À, đúng rồi. Bạn Gian đã viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của cô. Các bạn lắng nghe cô đọc lại. Bạn Gian viết tên trường, tên lớp, họ và tên của em vào nhãn vở. Cô mời các con đọc lại. Sau đây, cô có câu hỏi thứ hai. Bố Giang khen bạn ấy như thế nào? Theo con, bố Gian đã khen bạn ấy như thế nào? Các con hãy đọc thầm đoạn thứ hai và cho cô biết câu trả lời nhé. Các con đã có câu trả lời chưa nào? Đúng rồi, bố Gian khen bạn ấy đã tự viết được nhãn vở. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 2. Các con lắng nghe cô đọc lại. Bố Gian khen bạn ấy đã tự viết được nhãn vở. Qua bài tập đọc ngày hôm nay, các con thấy bạn Gian tuy học lớp 1 bằng tuổi các con đấy, nhưng bạn ấy đã có ý thức tự phục vụ mình, biết làm những việc vừa sức của mình như viết nhãn vở, biết giữ gìn sách vở, ngay ngắn đấy các con. Cô mong rằng qua bài học ngày hôm nay, các con cố gắng tự làm những việc vừa sức của mình như chăm chỉ học tập, sắp xếp gọn gàng sách vở, nhất là trong giai đoạn này đấy các con. Chúng ta đang được nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Các con hãy giúp đỡ cha mẹ của mình bằng những việc làm vừa sức của các con nhé. Ở nhà, các con đọc lại bài cá nhãn vở nhiều lần, tập trả lời các câu hỏi trong phiếu bài tập, tìm và gạch dưới các tiếng có mang vần ăn trong bài. Và cuối cùng, các con hãy thực hành viết nhãn vở của mình vào phiếu bài tập mà cô đã cho các con. Cô cảm ơn các con. Cô hẹn gặp lại các con nhé.